Ok, hello chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hồng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Ngày hôm nay là tiếp tục là ở trong chỗ nông trại của người dân Ba Bản đấy mọi người. Đấy, hôm nay là tiếp tục đấy, đóng được thêm rất là nhiều gạch rồi. Đấy, chắc là 1-2 hôm nữa sẽ bắt đầu gạch khô, bắt đầu xe tìm cái chỗ địa điểm đấy để bắt đầu là đóng gạch xây. Đấy, và bên này đấy thì mình cũng đang thấy mọi người là đang đi cắt cỏ. Đấy, không biết cắt ở đâu ấy, cắt ở trên núi gì hay là dưới suối đấy, cỏ là cắt rất nhiều rồi. Đấy, và đấy gạch đây cũng là rất nhiều đấy mọi người. Đấy, cỏ thì mình cũng làm là những cái gì mà tận dụng nhất đấy, là ở người dân bản là có sẵn, ví dụ như là làm cái nhà nghỉ này đấy cũng là ta làm toàn là đồ cỏ sẵn ở chỗ người dân bản đấy, và bây giờ cỏ cũng đi cắt đây rồi. Dạ SKB ông ta có ta lên ba số ấy đấy ấy tên quan tên số vậy là đấy, thì mọi người là đang đi cắt cỏ là đồi về đấy mọi người. Đấy, cỏ mình cũng thấy cắt được rất là nhiều rồi đấy, rất là nhiều cỏ đấy. Đấy, con đấy. Đấy, cứ đi cắt là đồi về thế này đấy mọi người. À phải cota rồi mete ai junto aquí đấy. Mới vô nhưng mà cỏ đấy, cắt xong đồi về ở đâu để đấy, để đấy, để là lúc mà sóng này mọi người, ai làm nhà sóng là cỏ để con lợp mãi luôn, chứ bây giờ mà để chờ đến hôm mà làm nhà sóng đấy là sẽ không còn cỏ nữa đâu, vì bây giờ là cái dịp này là dịp là người dân là bắt đầu là đã đi vào đấy khai hoang chặt cỏ và đốt cỏ để mà chuẩn bị đất để mà trồng đấy. Giờ tên cô ta sẽ tem buồn đấy để sao mai tem buồn Capi nào parece mai. Yeah. Ok. Đấy là phải cắt từ ngay tới bây giờ. Đấy, còn bây giờ này mọi người, nước là hôm nay nó về là quá nhiều luôn, nước nối là tràn trề luôn đấy. Đấy, tràn ngập hết cả cầu luôn. Đấy, làm mỗi cái cầu để đi qua đây mọi người, nó cũng là tràn quá cầu rồi. Đấy, nước về rất là nhiều. Đấy, tràn quả bên này đấy, phải tập lấp đất bên này để ngăn chặn là sáu sẽ là mình để rảnh đấy, vì bây giờ mọi người cũng đang rất là bận, sẽ đập một cái bờ cho thẳng bên này để và sóng nước sẽ không bị tràn vào đấy, để cấp khu nước về khu vực bên kia đấy, và cũng như là bên này đấy nước về. Mấy ngày mọi người là bắt đầu là bây giờ đang là mở thêm một cái đường là chạy thẳng xuống bên này đấy, để vừa xuống để cấp được cho dưới kia luôn, và cũng để mở cho nó chảy cho về đến đấy là đã hết đường đấy mọi người, là được nó cứ dâng cao lên đấy, là nó tràn qua bên cái khu vực đá trong hết, nên là mở cái đường này để cấp nước thẳng về dưới kia luôn, về khu vực dưới kia không còn được, và cũng xe đã đi qua bên khu vực này. Và tạm thời là đến đấy xong là sẽ tiếp tục là đào đi thẳng về là cấp nước về phía này tiếp. Đấy, cứ đào dưới kia anh Thánh là đang cho mọi người đào dưới kia, thì sáng anh Thánh là cũng đi vào đây rất là sớm để cho hướng dẫn cho mọi người là đóng một gạch rồi là làm những công việc bố trí đấy. Đã qua ra một tủ lim muốn phải đấy, được rất là nhiều luôn. Bây giờ sẽ là đi vào cái kế hoạch sẽ cho đào một cái áo đó mọi người đấy, để mọi người mấy hôm nữa rảnh động sóng gạch đấy, là một tổ sẽ xây nhà và một tổ sẽ là đi đào cái hồ chứa nước đấy, tạm thời cứ đào cái hồ chứa nước đấy mọi người, sóng rồi sẽ làm gì thì lúc đấy sẽ làm sau. Giờ vậy đập vào mù cá vào mù tang ghi ấy nhé ấy cái là đuôi vào mù quạt đá quậy sẽ ra ra cá ba đấy, để xem cái đường nước bên kia đã sóng chưa. Đấy, nước lúc cần thì không có, lúc thì nó về cho tràn ngập luôn đấy. Nhiều khi nghỉ nó cũng hãy có nhiều cái thế. Lúc cần thì nó có về nước đâu, lúc không cần thì nước nó lại về rất là nhiều ấy, về nhiều quá đấy, nó tràn xuống cả dưới kia luôn mọi người. Đấy, nó tràn vào xuống dưới kia, nước nhiều đây sẽ hỏng luôn cả hạt giống đấy. Nên là đấy, cứ bên kia biên bên kia mở tí nó đào xong nó sẽ cho nó chảy về dưới kia luôn.
Đấy, bác trưởng thôn đang đập cái bờ đấy, tí nữa chạy bên kia sau cho nó hạ xuống bớt cái mức nước, bắt đầu sẽ đập một cái bờ thẳng dài này mọi người. Nước về trong vắt luôn, nước trong thì là cái này mà nuôi cá thì là khó lắm, trong quá trong. Còn bên này thì đồi nhà bếp đang nấu ăn đấy. Đấy, mấy chú đang nấu ăn bên này, rất là tích cực, mình đồ ăn vào là mọi người là bắt đầu tích cực nấu luôn. Bên này thì người dân đang là tích cực là đóng gạch và cũng như là cắt cỏ. Đấy, chưa tránh thủ là cái mùa mưa là chưa đến đấy, thì cứ tránh thủ làm được cái gì trước là cứ làm để đấy mọi người. Ví dụ như đóng gạch rồi xây nhà, cắt cỏ để đấy là để là đang mùa khô đấy là làm luôn một lúc cho nó xong. Còn đến mùa mưa đấy là chỉ có là việc là đi trồng trọt thôi, chứ mùa mưa là không việc làm được gì khác nữa, chỉ có đi trồng thôi. Gạch cũng đóng cả 1-2 hôm nữa sẽ đủ gạch đấy mọi người, để bắt đầu là đi vào xây. Còn khu vực này đấy, đấy nước ở đây sau đây mở ra chạy về xuống dưới kia luôn đấy, để mà cung cấp cho cái khu vực dưới kia cũng như là phía bên này đấy. Không phải là đào sóng cái để mà bắt đầu mở cho nước nó chảy về để làm lại cái chỗ đó đang chỗ cái cầu đấy. Còn ngô bên này trong ngồi mấy hôm mà nhìn nó lên cũng rất là nhiều rồi mọi người, chưa được đều lắm đâu, nghe có hạt khỏe hạt không khỏe, thằng nào khỏe thì nó đấy, chui lên trước, thằng nào đang yếu thì chưa thể mà chui lên được. Đấy, cái mương nước này là đào từ trên kia là đi chảy xuống dưới này mọi người, đã bắt đầu để xem sau này mở tháng bên này và cũng như về đấy để phục vụ tưới tiêu. Cái phía bên này đấy, phía bên này thì đã trồng ngô, còn phía bên này thì chưa trồng, thì đang phải chờ cái mương nước này chảy xong đấy, giải thoát được cái nước ở trên kia mọi người. Đây, hôm nay gọi là làm cái mương này là vừa giải thoát nước vừa cứu cái cầu ở bên kia. Đấy, cầu là đã bị ngập cũng như là cứu cái mảnh đã gieo ngô. Đấy, nước nó về nhiều quá. Đấy, một công đôi việc đấy, vừa giải thoát bên kia lại vừa cứu được ở phía mảnh đất bên này để mà phục vụ trồng trọt đấy. Và cũng như ở đấy, đấy trồng rất là khô, trồng ngô mà khô, nước không có là chưa lên được. Đấy, làm gì vậy cũng phải cần nước trồng trọt, nhất là cái trồng trọt đấy là nhất nước, rồi đến nhi phấn, rồi tám cân tự giống. Mọi người là cứ hái cái đất đào lên, mọi người là phải sán ra bên này đấy, không nó lại rơi trở về xuống cái mương nước này, nó sẽ ngắn chặn nguồn nước. Đấy, về đến đâu kia mà đã tràn ngập hết cầu và tràn xuống về chỗ cái ngô đã trồng, thì bây giờ sẽ mở ra. Đấy, mở là mở ở chỗ này đào sâu, chỗ này đào sâu anh bỏ cái cuộc xuống này xem. Đấy, đào sâu kéo lên có một tâm cùng gần 1 mét đó mọi người. Bây giờ tao mở thôi, mở cho nước chảy xuống này giải thoát về kia thôi. Dạ, xe gặp vậy. Đấy, anh thấy này, cái chỗ này mình làm cái đập tràn thôi. Đấy, chứ không đào sâu xuống đâu. Đấy, để là được đến đâu là lúc bên này đủ đấy, vừa đủ đến bên kia là từ nó cứ tràn về đấy, cái nước ở trên kia về rất là nhiều mà. Làm cái đập tràn đấy, nước bắt đầu đến cái đoàn đập tràn cần tràn là nó sẽ tràn đi về xuống dưới kia. Đấy, đấy mọi người, đấy là như làm ấy là thành cái đập tràn đấy. Đấy là
cứ nước lên đến đấy là nó cứ từ tràn qua đây chứ không bao giờ là hết được cái nước ở phía bên này đâu. Vì mình có đào sâu xuống bên này là sâu hơn rất là nhiều, nước rất là nhiều. Bên này là cứ nước lên đến đấy là cứ từ tràn chảy về từ từ đến đấy. Nên là cứ chảy 24 giờ ngày qua ngày khác giờ nào cũng có nước chảy đấy. Mà bên này không hết nước, bên này cũng không bao giờ thiếu nước. Vừa giải cứu cái là cái cầu đã đi được rồi mọi người. Đấy, lúc nãy là nó ngập hết cầu luôn đấy. Đấy. Đấy, bây giờ là cái đã giải quyết được, đã giải giải thoát được cho cái cầu này rồi. Đấy, bây giờ là đấy. Vừa khéo đi đây bao là sẽ là đáp lại cái anh Thấy ơi. Anh Thấy ơi. Đấy cái chỗ này này, sau khi nước xuống này mới anh này đập cái chỗ này đúng không? Mình đập cho nó thẳng cái bờ này vì ở phía trên này mình đang con trong mà. Nó không để nước đó. Vì bây giờ là nước đấy là mình giải thoát được xuống dưới kia rồi. Là nó không tràn lên trên đi như sáng nay nữa đâu. Thế là sau là buổi chiều ăn cơm xong mình anh cứ làm hay nói mọi người là làm thẳng đấy. Giờ phải. Ấy sẽ agora já. Como tá essa aí lá, né? Não vai subir mais aí. Agora depois vamos fazer assim direito assim. Problema aqui depois também vamos plantar lá. Aumentar o terreno aí. Dá tempo, dá também já lá, né? Quando faz para agora mais. Ele tá fechado. Não, aí já tá bom assim. Não, assim tá bom, mas agora assim não vai tudo. Sim, fica mesmo assim. Fica mesmo assim. Não, cava mais. Que ele fica mesmo problema. Quando a água sobe até aí, ele cai. Não sobe, aqui também fica sempre assim. Assim, aí, no curva, não pode abrir tudo. Dessa, quando aqui, chega lá, né? E sobe até aí, e pula. Cai lá. Não cava mais aí. Aqui, fica mesmo assim, tá vendo? Sempre tem água. Aí também, sempre tem água cai lá. Até lá. Để có cái cơm được chị nhớ để cho mọi người nghỉ ăn trưa luôn anh ạ. Chiều làm tiếp. Chắc là chưa. Tí là chị đi nhà bếp phải nấu, cái bên nhà bếp phải kéo. Đấy, được là tràn xuống trên dưới kia luôn này mọi người. Nhiều quá mà, bây giờ là giải thoát được rồi. Yeah, bay. What's that? Bay. Tá vendo? Assim, né? Só fica mesmo assim. Quando a água chega, ele vai cair. Não tem, ele vai, aqui a água fica sempre, né? Aqui não abre mais. Fica mesmo assim. Quando água subir, cai. Aqui não cava mais. Đấy, bây giờ cũng đến giờ trưa mọi người. Đấy, nghỉ ăn cơm rồi. Đấy, mọi người đã bắt đầu là đi xuống đây. Là đang đi rửa bát này, rửa tay, rửa chân này. Vào ăn trưa và bên chỗ nhà bếp thì ra bột ngô là đã đánh đầy rồi. Đấy, đang đi về đây là đang về rửa bát, rửa tay, rửa chân. Đấy, nước là rất là sạch đấy. Cái nước này mọi người dân là cứ vừa uống vừa rửa vừa tắm đấy. Buổi chiều ấy các bé này nhảy xuống đấy bơi có cái mình nạt cho đấy chưa đấy. Cứ về có nước đây ngồi đây rửa thoải mái đấy. Rửa bát đã mang vào bên chỗ nhà bếp đấy là bắt đầu là bên nhà bếp là nấu cơm để ăn. Đấy. Đấy, sau này sẽ làm cái chỗ này sẽ làm thẳng cho nó được ngăn nắp và hai bên này mình sẽ trồng những cái loài cây ăn quả đấy. Cây ăn quả ngắn ngay cũng có mà dài ngay cũng có. Đấy thôi bây giờ là để cho mọi người là nghỉ ngơi và rửa tay chân lên vào ăn trưa rồi tiếp tục công việc buổi chiều.
Dạ. Tapa tapa aumenta area ahí también. Ah, está bien. Ahí ven, ese mayor ese que se da leyenda. Se da leyenda, ¿verdad? Ya, aquí yo quiero fica mismo así. Agua no vai lá, vai ficar bonito. Bên nhà mình rất là đang tích cực đánh bột ngô, bột ngô. Bây giờ đánh xong luôn. À, thôi bây giờ cũng để cho mọi người nghỉ ngơi đó là ăn uống buổi trưa, sau tiếp công tục công việc buổi chiều. Đấy, thì ở đây bây giờ là mọi công việc là có anh Thành đấy là cũng hướng dẫn cho mọi người làm đấy, bố trí công việc đấy, mọi người làm, mỗi người làm ở cái mảng nào bộ phận là có anh Thành đấy là hướng dẫn mọi người. Đấy, thì bây giờ mình cũng là xin phép là đi về sang bên kia một tí, bên chỗ bàn xóa đấy, cũng như bên chỗ lớp học là đang đóng bàn ghế bên này và đóng cửa đi cửa sổ đấy. Thôi cứ để cho mọi người nghỉ ngơi để ăn uống sau lên buổi chiều đó là khi nào tiếp tục đấy. Con bên kia là một đội này đang đi là cắt cỏ về mọi người đấy. Tiểu đội là đi bên kia cắt cỏ về đấy. Đi ở trên rừng trên núi xuống này cứ phải đi cắt cỏ đó là xa luôn mọi người đấy, vì ở gần đây xung quanh đấy là đợt trước là mình và người dân đấy cũng cho người dân là cuộc vật đổ thế rồi, mà cũng ở gần đấy là người dân bản cũng là lấy về rất là nhiều, lấy về để tranh thủ cái mùa mưa này là thay cái những cái mái nhà đấy. Nên là hôm nay là mà làm một cái nhà ở đấy là phải đi cắt ở rất là xa đấy, cắt xa đấy, cỏ nó cũng rất là nhiều đấy rồi. Nhưng mà chừng này chưa đủ đâu, chưa ăn thua đâu đó, vì đang còn rất là nhiều công trình nhà cỏ sẽ được là dừng lên ở đấy đó mọi người, chứ không phải là mỗi một cái này hoặc là thêm một cái nữa đâu, rất là nhiều ấy. Mình cứ tận dụng những cái gì mà ở đây có sẵn là sẽ cùng người dân và hướng dẫn người lớn làm đấy, như những cái nào mà không mất một cái đến cái kinh tế gì cái đấy, những cái này thì là của tự nhiên cả mà, thiên nhiên ban tặng đấy, cỏ đôi núi cây đấy, thiên nhiên ban tặng thì mình cứ hưởng thụ thôi, của thiên nhiên mà đấy. Vì đã không có rồi, đã nghèo, cuộc sống đã khó khăn rồi thì phải tận dụng những cái này đấy mọi người đấy. Một đội đàn ông đi cắt mà một đội các chị em bé gái là sẽ đi đồi cỏ về. Đấy, thôi bây giờ mình cũng xin phép ra đi sắm bên kia một tiếng mọi người. Đấy, thì video này mình cũng xin kết thúc tại đây. Mọi người thấy video này hay và có ý nghĩa thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo ở miền núi Châu Phi các bạn nha. Chào các bạn. Đấy.